Xin chào tất cả các bạn đã trở lại. Hôm nay xin hướng dẫn các bạn đàn ca khúc Ánh Trăng Mới Hồ Lòng Tôi, một tác phẩm nhạc hoa rất là hay. Bài này thì các bạn chỉ cần ứng dụng ba mẫu rải tay trái trong tác giáo trình và mình học piano là mẫu số 4, số 5 và số 6 là các bạn đã có thể đàn hết tác phẩm này rồi. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đàn bài này có cả khóa pha để dành cho các bạn mà không biết ứng dụng rải vô tay trái ha. Rồi, bây giờ các bạn nhìn hình và tập theo, mình sẽ đàn mẫu từng câu một và sau đó hướng dẫn các bạn tập. Rồi, tay phải các bạn tập ha. Son, mi, re, đồ, mi, hai, ba, bốn, la. Fa, re, do, si, hai, ba, nghỉ. Tay trái ha. Do, son, do, re, mi, hai. La, mi, la, si, do, hai. Fa, do, fa, son, la, hai. Son, re, fa, son, si, re, fa. Rồi, các bạn ghép câu intro đầu tiên. Son, mi, re, do, mi. La, la, fa, re, do, si. Rồi, chuẩn bị cho bài ha. Son, do, tay phải. Son, do, mình sẽ đàn qua luôn. Câu là các bạn tập tay phải. Son, do, mi, son, do, si, mi, son, son, la, si, do, la, son, hai, ba, chuyển ngón. Mi, re, đồ, 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 mi, re, đồ, 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 re, mi, re, đồ, la, re, mi, re, hai, ba, nghỉ. Rồi, đó là câu đầu tiên. Tay trái thì các bạn nhìn vào chịu khó nhìn ở dưới ha. Mình sẽ ghép chậm vô luôn. Tay trái. Đồ son, đồ mi son. Mi thứ. Mi si, mi son si. Hai. Fa đồ, fa la đồ. La. Đồ son, đồ re mi son. La. Trưởng mẫu rải số 4 trong sách các bạn nhìn vô. 1 2 3 4 rê trưởng là có pha thang nhé các bạn. 1 2 3 4 rồi son. Rồi, để không là rải à. Son rê si la son, ngón cái đùn ở dưới. Son fa rê si đô. Rồi, bây giờ ghép vô ha. Son đô ghép chậm nè. Đô mi son, đô si, mi son, son la, si đô, la son, mi re đô, đô đô, mi re đô. Lặp lại cái trang nhưng mà cái tiết tấu thì nó thay đổi đi, nó đàn như vậy. Các bạn cố tập mỗi hợp âm trong mỗi nhịp nó sẽ đi 4 phách. 1 2 3 4 mi thứ. 1 2 3 4 pha trưởng. 1 2 3 4
nó đi lặp lại như vậy ha. Rồi tay phải thì giống rồi, mình sẽ không đàn lại tay phải nữa, sẽ đàn vô luôn cho các bạn. Đô mi son đô si mi son son la si đô la son son mi re đô 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 mi re đô 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 re mi re la si đô re đô. Rồi qua phần hai ha. Mi son mi tay phải, mi son mi re đô son si hai ba la si la son mi hai ba son mi re đô son si hai ba la si đô 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 re mi re hai ba nghỉ. Rồi bây giờ các bạn ghép vô mi son mi nè. Mi son mi re đô son si hai ba la si la son mi hai ba son mi re đô son sau thì lặp lại y chang như là phần đầu, mình sẽ đàn luôn. Mi son đô si mi son son la si đô la son mi re đô 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 mi re đô 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 re mi re la si đô re đô đàn lên quãng tám tròn đô. Tay trái thì các bạn vẫn đàn như là mẫu cũ ha, chỉ là đàn quãng tám lên thôi. Để tập quãng 8 tốt thì các bạn phải tập thường ngày ha, không có tập 1-2 ngày mà để đàn được thì rất là khó. Các bạn phải tập nhiều hàng ngày. Đàn lên đàn xuống nha các bạn, đàn lên đàn xuống nhiều lên nó sẽ quen được đàn quãng 8. Rồi bắt đầu.
nói kỹ nhé các bạn. Son fa mi chuyển ngón xuống, re đô đô si la, ba nốt đây là pha thứ sáu, fa la re, vẫn là các bạn giữ tay trái như vậy. Đô nè, đó. Như vậy là hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn đàn trong tác phẩm Ánh Trăng Nó Hồi Lòng Tôi. Để chơi một tác phẩm hoàn chỉnh thì các bạn cần phải tập đi tập lại nhiều lần. Chỗ nào vấp thì mình sẽ tập lại chỗ đó ha. Các bạn có thể yêu cầu bài mà muốn mình làm hướng dẫn thì kiên nhẫn chờ đợi, thì khoảng mấy ngày mình sẽ làm xong một video được. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.